xanh, xanh xanh trời mây. Ông sáu, ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ 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 hơ. Hò hơ 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 hơ. Chân trước, chân sau, sang trái, sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu, cô hai, ông hai, bà bảy, bà tám, ông mười, cậu Út phương Nam. Rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau, sang trái sang ngang, lắng nghe bao câu chuyện cười. Hài phương Nam vui lắm mà nghe. Thúy, qua đây, qua đi đứng. Dạ chú ba, hôm nay con dẫn thằng bạn của con đi qua hỏi cưới con gái chú. Dạ, chứ không phải là tụi bay nghe là lấy con gái tao về làm rể nhà này thì được chia nửa tài sản hả? Dạ đúng rồi, cả dạ, nguyên cái chợ đó. Phải. Từ cha sinh mẹ đẻ giờ tao mới thấy là bạn dẫn bạn đi hỏi vợ đấy. Cái ba má tụi mày đâu? À, dạ ba của bạn con đang ở nhà canh mấy hũ vàng chú ba. Mày khùng hả? Vàng làm canh mày khùng. Có. Có. À, dạ có. Nhà có vàng. Dạ. Có. Được rồi. Thế... thằng này đây à? Dạ đúng rồi dạ. Chú ba. Đi hỏi vợ mà mày hỗn thế. Con đâu có nói gì đâu hổng. Mày phải đứng dậy mày trả lời đàng hoàng chứ. Dạ chú ba ơi, bạn con nó đang đứng đó chú ba. Con đang đứng mà. Thằng tướng thằng này trông cao nhỉ? Dạ đúng rồi. Dạ đúng. Con cao hơn so với mấy đứa mà nó học khác lớp con. Tướng thằng này vuông ấy chứ. Dạ. Tại vì tí à, gọi tí á. Tí hả? Tí. Dạ tại vì tí chưa gặp mẹ con á. Tí mà gặp mẹ con chắc tí thương lắm á. Tại mẹ con tròn mẫm mà dễ thương lắm. Đúng rồi, dạ. Cho nên mới gọi là mẹ tròn con vuông. Trời ơi dạ. Biết luôn. Tí hay quá à. Tại vì hồi đó lúc mới đẻ con ra cái ở trong hẻm á, người ta ai cũng thích hết trơn á. Khi mấy người đó người ta nói là chúc mừng mẹ tròn con vuông á. Dạ. Mà gia đình đẹp. Dạ, cho nên dạ. Là con vuông thì mẹ mới tròn. Dạ đẹp dạ. Đều á. Dạ. Dạ. À, tại sao tôi nhìn cái tướng mày như là tướng đá gà thế? Trời ơi sao tướng biết cái. Ủa sao dạ. Có nói hả? Nói đâu không hả? Có đá gà. Dạ chú ba, không phải, thằng bạn của con á là nhà nó có nguyên một cái trang trại gà lớn lắm chú ba. Trải dài nguyên một cái mấy hecta luôn á chú ba. Này. Mày có thích tao lấy cả hũ vàng ra chọi chết gà cho nó. Dạ. Trại gà là cái gì? Cái này là coi thường tao này. Không bây giờ để con nói chú người ta không kêu tía đâu. Tại vì không đừng có coi thường tao như vậy. Mặc dù là con chơi đá gà thiệt nhưng mà con có cái sĩ diện của cái thằng đá gà. Tại vì bây giờ chú đừng coi thường con, nói về gà là cỡ nào con tiếp chú được hết trơn á. Nè chú muốn nói về loại gà nào? Nè gà tre nè, gà nhạn nè, gà điều nè, gà ô nè, cái gì cũng được. Gọi tía. Rồi. Dạ. Đi vào việc chính. À, dạ. Việc chính là việc gì anh? Cái hỏi vợ. À quên. À, mày thích làm rể nhà này hả? Dạ không có thích tại bạn con nó suối. Trời. À dạ tại con thích con gái của cái tía. Tía dạ. Chứ nghe lọt lỗ tai. Dạ. Tao đã nói là tao không muốn lấy vợ mà mày cứ ép tao hoài. Châm trà con. Dạ tía. Nợ là mày nhiều hơn tao. Hai đứa cùng nợ với nhau. Không, được rồi mẹ lấy, tao không được lấy đâu. Tao chỉ thấy nó đẹp quá đi. Em chào hai anh. Đẹp quá đi tôi trời ơi. Nhà này là có phép, có tắc. Dạ. Đẹp quá à. Mày làm cái gì vậy? Đẹp. Lịch sử. Cái tên lịch sử mà. Hai em uống trà. Cảm ơn em. Ôi trời. Mình đợi.
chứ. Vợ đó. Tía ơi, tía ơi, vợ đẹp quá. Tía cho con cưới về luôn đi, khỏi làm thủ tục rườm rà quá nha tía. Này. Này. Mày làm tao như là con gà xong mày cứ bắt tao cổ cứ phải gật thế à? Đâu có, nếu mà là con gà là phải vô nước rồi còn vỗ cái cổ. Không phải ý vậy đâu chú ba, tại bạn con á, kiểu nó quan tâm chú, coi chú như là tía trong nhà chú. Dạ. Ba. Dạ. Tức là chăm sóc hả? Dạ. Thằng này được. Dạ. Thằng này được. Dạ, để con dẫn vợ con về, con cảm ơn tía. Rồi. Sao cho mày nói kêu tao lấy vợ rồi? Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Đây là con chị nó. Dạ đúng. Dạ. Ngày mai em theo chồng rồi ạ. Ủa vậy không phải vợ mà là chị vợ. Ừ, hai đứa như nhau. Vậy là song sinh hả? Đúng rồi. Dạ em chào chị hai. Còn dưỡng ba đây là một thanh niên thắc có học thức lại muốn gặp vợ. Vợ hiền. Hát nghe hay nhỉ. Dạ. Vậy chờ đây chút, chị vô. Chị gọi em Xuân ra nha. Cảm ơn chị hai, con cảm ơn tía. Trời ơi. Nhìn chị... thôi nhưng mà cũng đáng yêu ra phết. Dạ. Tía, chị hai mà đẹp vậy, chắc em còn đẹp bá cháy bù chét nữa. Ê, tao bắt đầu tao thích lấy vợ rồi đó. Tía vậy, hồi nãy chị hai là tên Xuân đó tía. Vậy còn cái bé vợ con là tên gì vậy tía? Tên là Xuân Thì. Ôi ôi. Hai đứa nó như nhau. À vậy là Xuân chị Xuân em. Đúng rồi. Dạ. Đẹp. Đẹp chứ. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nhìn là biết rồi. Xuân ơi. Tía ơi sao Trâm đâu? Trà con. Dạ. Giảng giống chị nha. Trời ơi. Tao khoái bạo lực vậy đó. Cô da nhột. Nhột. Thế nào? Xuân thích giỡn quá. Dạ. Thế nào? Dạ. Chốt thế nhỉ? Dạ. Ủa nếu mà không chốt thì lại bê hàng về. Dạ chốt. Tao cưới mày cưới. Chốt đơn giùm mày. À chốt đúng rồi, quên cưới vợ là của tao mà đúng không? À dạ tiếc chứ con đồng ý lấy Xuân làm vợ. Dạ. Tao thấy mày rất nhiệt tình. Dạ. Thằng rất giỏi giang. Dạ. Nhiệt tình đây bác đồng ý. Dạ. Nếu mà mình không đồng ý thì gọi là ông già chơi không đẹp. Dạ. Dạ. Cái này... Cho nên là tao mới chốt mày làm rể nhà này. Dạ, con dạ. Cảm ơn tía. Tía mà làm vậy hả? Là người đời người ta nói là tía chơi dơ đó tía. Đúng rồi, mày tụi bay hay nói chơi dơ rồi. Không nói. Dạ, không nói được hả? Ừ. Dạ, con cảm ơn tía. Vậy cho phép con được rước Xuân về. Dạ. Tao bối rối quá à. Chị đẹp chắc chắn là em cũng sẽ đẹp đúng không? Đúng rồi, đẹp lắm. Xuân ơi. Tí ơi, tí tỉnh lại tí ơi, tỉnh ơi, tí tỉnh tỉnh. Ấy Xuân tí ơi, tỉnh lại tí ơi. Đây là Xuân em. Ở nhà thường gọi là Xuân mẹ. Vì ngày xưa má nó mang bầu ấy. Đêm nào má nó cũng nằm mơ thấy công chúa và phù thủy. Dạ. Cho nên là mới có Xuân em. Tía ơi, đón Xuân này, tự nhiên con lại nhớ Xuân kia. Tí ơi, tí. Thôi thôi, không sao. Nó lại sốc kệ nó. Như vậy là hàng đã đi là không có về. Như thế là đơn đã chốt. Trời đất ơi, tao nói mày bao nhiêu lần rồi. Đừng có ăn nhiều quá chứ rồi ôi. Mày đâu hiểu được tâm trạng của mày. Trời đất ơi, trời ơi. Tao ăn nhiều hồi đó giờ mày biết. Mà nãy mỗi lần tao ăn xong cái nó chạy ra cái nhìn tao cái. Trời đất ơi, tao lại mày đi ra đây, mày ra đây. Tao nói cho mày, tao lại mày. Mày làm ơn mày chịu khó mày lấy nó giùm cái được không? Trời ơi.
Mày à, giờ tao biết cái bản mặt mày, mày tính toán trong đầu mày hết rồi. Chỉ vì mày thiếu nợ à, tao với mày mà mày thiếu gì hơn tao. Cứ giờ mày gán tao, mày đem gã tao qua bên còn yêu tình. Tại sao mày lại có thể đưa tao vào làm rể cái gia đình của cái con trai à? Mày đi ra đây, mày đi ra, tao nói mày nghe. Mày nghĩ sao vậy? Mày có vợ mày xuống, tao cũng có vợ rồi, không lẽ giờ tao đi phải lấy vợ nữa? Mà nè, tao với mày cờ bạc chung, mày cũng thiếu đồng thiếu đủ như tao, sung sướng thì mày cũng la làng lên, rồi bây giờ thua thì mày đổ qua bên đầu tao làm sao? Tao đổ vô đầu mẹ đâu? Thì bây giờ mày là anh em tốt, và anh em tốt rồi mày phải giúp đỡ chứ trời. Mày nghĩ sao mày cho tao đi lấy một cái con nhỏ, cái tướng của nó hả? Trời ơi là trời, giống như xe lu mà nó ủi ba ngày, đẹp lép vậy nè. Mày nghĩ sao nè, tao nói cho mày biết, bây giờ hết xe lu, xe hàng, xe gì cũng đổi được hết. Thời buổi bây giờ nè, khoa học này kia người ta phát triển lắm, kỹ thuật người ta phát triển, bây giờ có tiền là làm được hết. Mày thấy cái mặt nó chưa, tại sao tao rồi giờ nhắc tại cái mặt của nó, trời ơi là trời, mụn nào mụn đấy, nó xì mũ lên, tao nhìn tới đó tao tưởng trời ơi. Mày nhắm mắt lại, mày đừng có tưởng tượng, mày trước mặt đó mày tưởng tượng là một cái bánh xèo hay một cái gì đó mày chuẩn bị ăn đi. Trời ơi mày ăn đi, tại sao mày không ăn đi, mày kêu tao ăn gì? Thì tao không có vợ rồi sao tao ăn nè. Tao nói mày nghe, nhà nó có tiền, mà có tiền bây giờ là phẫu thuật thẩm mỹ đúng không, lên Sài Gòn phẫu thuật thẩm mỹ nè, cái mặt nó biến thành một cái mặt khác, lo gì có mấy một mụn. Thôi ơi mày đừng có nói chuyện cái câu đó. Mày tự nhiên mày đẩy tao vô nhà người ta giàu kệ người ta, tự nhiên mày đẩy tao vậy chắc khác nào tao đi cái lường gạt người ta hả? Không yêu thương mà đi ra đầu mỏ ta. Tao nợ gì mà tao vẫn có cái sĩ diện của thằng nợ chứ. Nhưng mà mình là anh em chí cốt mà tí vậy. Nhưng tao nói mày là bây giờ nó có tiền, nó giúp hai anh em mình, còn không bây giờ nè ha, nợ nó tới nơi nè, tao chết mày chết luôn. Không, mày lấy đi. Trời ơi, nó đã xấu mà nó còn nói chuyện vô duyên nữa, làm sao chịu nổi. Cái này gọi là vô duyên thui. Bây giờ nói chung là có tiền là lắp được hết tất cả, mày lo làm chi mấy cái đó. Không, tao không lấy, mày lấy đi. Làm sao mà tao lấy được nè. Trời ơi, hai thằng đó trốn đâu rồi? Trời ơi, chưa lấy được vợ mà. Đi, thằng tao đâu? Trời ơi, tụi bay trốn tao hả? Nợ 500 triệu hết gì? Tụi bay nghĩ là trốn được tao đúng không? Đấy, tại đâu rồi? Trời ơi, trời ơi. Đó, bây giờ á, nợ nó dí tới nơi rồi đó. Thiếu ai không thiếu, mày kêu tao đi thiếu nợ thằng ba gà. Tao không biết gì đâu, bây giờ á, tao chạy trước đây. Mày không lo lấy á, là chết hai đứa đó. Mày chạy trước. Ê! 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 Đang có hạn mà mày chơi mày bỏ bạn, đúng là thằng khốn nạn à. Giờ tôi sao lại trời, tự nhiên đang trai tân cưới vợ đẹp không được, phải cưới một cái con dòm. Trời ơi, ôi dạ, Tí ơi con. Trời ơi, cô làm ơn cô lẹ em Tú nghe cô. Nè, tới rồi nè. Trời đất ơi, đây, tới rồi, đó, nhà tôi đó. Đợi chút xíu tôi kêu tiếp. Có gì đâu mà giờ. Công nhận nhà anh nghèo thiệt á. Là khỏi cần mà nói câu đó. Thấy không? Là bản thân bà đi từ xa là bà đã càm ràm là biết nhà tôi nghèo rồi. Bà qua đây bà đứng nè, qua đây. Qua đây, bà là vợ tôi mà. Qua đây. Trời đất ơi, tôi dặn rồi, có đi á, à có cách xa đó cũng vừa phải thôi. Trời đất ơi, nghĩ sao tôi đi rước cô từ hồi lúc tờ mờ sáng mà đi tới giờ này mới về tới đây mà ra mắt ông tí chồng và ông ngủ rồi bà ra mắt ai. Ủa anh mắc cười quá, anh nói tôi là cách xa anh 5 mét, tôi cách xa anh 5 mét muốn gì nữa. Bà đó kiểu bà cố ý á, mà cách xa gần cả mười mấy mét chứ không phải 5 mét, mà đi mà kiểu như vậy nè, như kiểu hoàng trong cách vừa vậy nè, là làm sao mà tới hả? Trời ơi, cái chân tôi ngắn mà vừa phải rồi chứ. Nè tôi nói thiệt nha, chút xíu nữa là làm ơn gặp tía tôi á, ăn nói sao cho nó đàng hoàng chút xíu, đâu có nói sao cho tôi coi được coi. Ví dụ rồi. Giờ tía tôi ra nè, tía tôi không có thấy đường, thấy không? Không thấy đường hả? Ờ, thì tía tôi đi ra là con đâu sao chào coi. Yeah, con chào bố chào. Ủa sao? Tôi tập y chang trong phim luôn á. Cái gì vậy? Sao nãy trước khi qua đây không chịu mua tô bò viên ăn cho nó có duyên chút? Hả? Trời ơi là trời, vậy thôi nó nghe nè, nếu như mà đã không có nói chuyện mà ăn nói mà không có duyên á, thì một xíu nữa gặp tía tôi làm ơn làm coi như là bị câm. Bị câm không nói gì hết nha.
trăm đơ luôn, hiểu chưa? Được rồi, tôi không nói gì hết. Vậy tôi làm gì? Đứng đó thôi hả? Làm vợ tôi và im lặng, không nói gì hết. Nè, nó nghe, tập trước đi. Làm vợ là phải đứng kế bên. Đây, gặp tí á, cứ im lặng. Cứ tôi dịch cha, hiểu không? Rồi, sao nói gì? Chứ bây giờ bà nói chuyện không có duyên. Bà mở miệng ra một cái là kể như là tí tôi nghe cái kể như là ông chắc ông sáng mắt luôn á. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Khổ ghê, tôi muốn gì sao? Ê, tao nghe nè. Bộ nhà em giàu lắm hả? Nhà tôi giàu ai mà không biết. Nguyên cái huyện này biết nhà tôi giàu luôn á. À, biết rồi. Nhưng mà giờ á là tía có tía của cô có tâm sự gì với cô không? Thí dụ như là hai đứa mình bây giờ nó nghe nè, hai mình là chuẩn bị là vợ chồng rồi. Cho nên là đừng có giấu nhăn gì nha. Ừ. Hứa đi. Hứa. Tía có hứa với lại cô là thí dụ như hai đứa mình lấy nhau xong cái tía có cho gia sản mà tài sản đó nó tầm cỡ khoảng bao nhiêu? Ước đoán khoảng nhiêu biết không? À, ý là anh muốn biết. Thí dụ như cho khoảng bao nhiêu lượng vàng nữa, thí dụ vậy á. Tía hứa với tôi là khoảng nhiêu đây nè. Trời ơi, kia à, cái dạ con đường giao trương trai kia về phải không con? Dạ. Kia chào giao trương trai. Kia chào con. Dạ tía. Tía con tưởng là tía ngủ rồi. Dạ, con dẫn vợ con về đợi tía. Dạ dạ, tía ngồi đây, tía ngồi đây. Được rồi con, được rồi con. Tía còn coi, từ. Dạ. Con vô. Cái gì vậy? Trời ơi. Dạ. Dạ. Cầm đơn mà. Con lỗi hồi nào lên má. Dạ tía. Dạ. Nãy nói rồi đó, tía mắt không thấy nữa. Dạ, tía con thấy là hình như mắt tía không thấy đường đúng không tía? Dầu tía thấy không, mới nhìn cái là biết tía không thấy đường, tía kia biết khí lụ khụ, con sợ về đây làm dâu tía phải không? Hay trinh tế tía thấy cái đó trinh tế. Anh cưới tôi để về chăm tía anh cái gì? Đây trên trái đó con. Dạ. Tía ơi, dạ đây là vợ. Không cần giới thiệu, tía dạ. Biết rồi, đây là cháu Xuân, con của anh Ba Đông, cháu ngoại của chị Trương Hà mà. Dạ. Con giao Xuân đây. Dạ. Con có thể đưa mặt lên cho chú chồng ngó nhan sắc con thấy được không con? Trời ơi, tưởng gì trước này tôi tự tin lắm. Trời ơi. Đưa con. Dạ tía. Rồi, đưa tía coi. Cầm ới tí ơi, ở tới tí ơi. Đứng lại đây, có dạ, vợ con có đem cho tía nè. Trời ơi, hên ghê thiệt. Đây là tí hít dùng cây. Ấn tượng đó. Trời ơi, vẻ đẹp của tôi lan tỏa ghê chưa? Không phải. Ấn tượng là con biết mỗi lần con gặp tía là cái nhan sắc con làm tí xỉu lên xỉu xuống. Cho nên là con đem hai ba chai dầu đúng vậy không? Ba chai dầu rớt cái đất kìa. Dạ, con mới lụm. Tí chịu. Con bé này được. Tía ơi, bộ tía thấy đường hả? Không có, tía có thằng giao khách cảm giống con. Trời ơi. Nó mới bước vô nó biết nhà mình nghèo rất buồn trời. Biết ra không thấy được. Nè tía ơi, con trả cái nhan sắc của vợ con cho tía nghe coi. Ủa sao tía nói tía cảm nhận tía biết rồi mà kêu con trả chị? Không, cái gì hình dáng là không cảm nhận được. Hình dáng là phải trả. Dạ. Làm con tưởng đâu nhan sắc của vợ con làm cho tía sáng mắt rồi chứ. Không có. Dạ đây, dạ vợ con. Xuân. Cái gì đó con? Dạ con ho. Dạ tía. Vợ con mặt mày sáng sủa, da trắng mịn màng như ngọc trinh, chân dài tới nách, nách dài ngang chân, ngực nở mông to. Nói chung là hoàn hảo tía. Tía mừng chịu. Sau này cháu nội tía là ngon lành, cao ráo không giống cha nó được. Là được hả tía? Được chứ tía chịu. Vậy là tía đồng ý hả tía? Tía đồng ý. Nhưng mà tôi không có chịu. Cái gì? Anh đi tìm người mà anh tả giống nãy đi. Ê có xuất. Trời ơi, bể củi bể lọ của ta chắc không để phải hàng lại. Dạ tí chuyện con nhỏ này tí chuyện có tính lo xa. Dạ. Thì nó tới đây nó biết tí xỉu là đi xuống nó lấy hai ba chị giàu tí chịu. Vĩnh biệt tí. Vĩnh biệt tí con cha cho nó.
thằng là trời cũng chết cũng khó nữa. Trời sao cuộc đời tôi đen em bỏm cho mực vậy trời. Ai khốn nạn quá. Trời bây giờ tôi cần một sự trợ giúp. Chỉ có thằng Tèo là thân tình với tôi thôi. Tèo ơi, mày đâu rồi? Tèo, mày là bạn khốn nạn. Tao mà thành ma tao sẽ về tao bóp cổ mày cho mày xấu. Cho mày xấu hơn tao luôn Tèo ơi. Là trời tao... ơi, trời trời ơi, kìa tí kìa. Trời ơi, anh ba. Vậy? Cảm ơn sự có mặt của anh ba. Anh ba hỗ trợ giùm em. Cho em treo cái cổ vô đây giùm đi. Mày lùng mấy cái nào mày. Dạ. Thôi. Qua đây mày. Mày. Dạ. Anh ba. Mày làm gì vậy? Anh cho em chết đi chứ cuộc đời em nó đen như chó mực. Bây giờ cái con nhỏ xấu nhất của quyển mà nó còn chê em vậy em sống để làm gì? Đến mày, đến mày. Quá bập. Chết đi mày, Dạ dạ dạ. Đi qua đây. Dạ dạ. Mày chưa có trả nợ cho tao mà mày chết hả? Dạ. Tao nói cho mày nghe nè. Dạ. Đàn em của tao á là canh ở nhà mày. Hả? Sẽ treo ngực ba của mày lên. Giống như tụi tao treo mày ở đây nếu tụi mày không trả nợ cho tao á, mày biết không? Dạ biết. Nè nè mập. Trước khi mày muốn chết á, đề nghị mày trả hết cái nợ mà mày cờ bạc cá độ. Ủa mày định xuống Diêm Vương mày làm con ma nợ hả? Dạ không có đâu. Ủa mà cái nợ này đâu phải của mình em đâu. Có chung của một cô hồn này nó mà sao tự nhiên bắt của mình em là sao? Vô lý. Vô lý quá. Vậy là bây giờ mày gánh cho nó đúng không? Dạ thì thằng nào lùng thằng đó trả. Mày bớt giỡn đi tao. Mày mới bớt giỡn, mày nhón cũng không cao được hơn nhiều á. Nhưng mà cái vậy là mày gánh. Đâu có, anh ba nói gì sai. Anh ba nghĩ coi, thường là đứa nào cao là phải gánh cho thằng lùng chứ. Hợp lý. Dạ. Vậy là mày gánh. À, anh ba ơi, anh ba ơi, anh ba tha cho em. Ủa nghe mày. Cái áo đẹp quá vậy anh ba. Áo vậy đẹp hả mày? Em biết rồi. Áo mua mắt lắm mày. Cái áo này mua ngoài chỗ bà Sáu đúng không? Áo này áo Sida nè. Mày. Tao đã định bỏ qua mày. Thấy mày khen áo đẹp định xử thằng lùng này. Mày khai cái áo Sida. Tụi bay còn chưa thấy bên trong cái lớp áo Sida đó là cả một tinh túy. Hả? Nó có tinh túy luôn hả? Đừng nghe nha, thằng nào chạy là tao chém luôn á. Sợ cho anh coi cái, em không chạy đâu. Hey. Ghê quá. Hey. 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 Trời, trời. Ghê quá. Hey. Trời. Hey. Wow. Hey. Wow. Hey. Ôi tinh túy quá, nó còn đỏ nè. Hey. Ở trên. Ôi trời dễ thương quá đi à. Mèo mái thông minh đáng yêu ghê. Đồ ghê lên. Anh không thích em hát bài đó hả? Em không hát bài đó nữa đâu. Không phải. Dạ. Anh thì ra. Hả? Mày là đồng tượng với tao. Đâu có. Anh ba đừng có nói gì. Em đâu có tiền đâu. Làm sao mà đồng tượng. Làm sao em nuôi voi được. Em không có tiền. Mày nợ mày còn ngu nữa. Tao nói đồng tượng ở đây á. Dạ. Tao với mày cùng chung một thần tượng. Ủa thần tượng đâu? Thần tượng đâu? Đấy. Đây hả? À? Mèo mai thân mình đã yêu về đồ để em mòn. Đại ca. Cười lên các ơi, vỗ tay coi. Trời ơi, em mê lắm, em là tí mà. Đúng rồi. Em là tí là chủ tí, nhưng mà em thay vì tí là phải sợ con mèo. Đúng. Còn em là tí là em hâm mộ mèo, nhất là con mèo này là. Đâu, mày sợ mèo cũng đúng. Tao tưởng mèo mà. À vậy hả? Người mà em sợ tao hả? Đâu có sợ chứ, giận hoài. Ồ, đáng lý là hả? Anh ba phải là da chai em mới đúng á. Vậy ai là Suka? Suka, đúng rồi, mình phải tìm Suka. Mà Suka đâu? Suka đâu? Suka đâu? Suka. Không lẽ Suka đây. Ôi Suka. Ôi. Đang cao hứng mà. Ủa tụi bay cười ý là tụi bay nói tao xấu không? Không có đẹp đẹp như Suka đúng không? Anh ba cái thằng này, mày đi đòi nợ với tao mà mày hùa với tụi nó, mày cười tao. Mày trả nợ cho tụi nó luôn đi. Quay. Hả? Dạ. Bị mày. Dạ. Nhẹ nhẹ tay em. Bỏ, đồng, em bỏ đồng qua tượng. Cái vụ đồng tượng đi. Mày nữa. Nợ vẫn phải trả. Trả xong nợ tao mời mày nhậu sao? Ha? Dạ. Vẫn phải trả nợ. Bây giờ mày có trả không? Dạ đại ca. Cái gì vậy? Buồn ra. Ai vậy? Cô Lan. Tao là vợ của Tí. Ghê chứ mày hít thở chút. Ủa nó nghe khoan từ từ. Cái vụ này nó hơi bị kỳ. Em xin lỗi anh ba. Ủa rốt cuộc là ai là vợ hả? Đi ra cho người lớn làm việc. Ủa tao. Nè. Mày tới đây trả nợ cho nó thì được. Không trả nợ tao xử mày luôn. Mày xử không? Mày dám xử không? Trời ơi gì vậy? Ghê quá. Vợ mày dữ quá. Dạ, đây là Mày biết đây là gì không? Rèn má ơi.
Muốn lấy không? Muốn lấy không? Dạ đúng rồi. Nhà anh nhà tí nhà. Nợ bao nhiêu tao trả gấp đôi. Hả? Wow. Dạ đúng rồi. Nhà nhà vợ em á là vàng mà đem ra chọi gà được luôn á. Thằng Tèo nợ bao nhiêu? Dạ thiệt má ơi. Ủa? Trả luôn cho thằng Tèo hả? Em trả luôn cho thằng Tèo hả? Chứ còn gì nữa. Trời ơi. Nhà em giàu mà. Trời đất ơi. Có cần em thối không? Lý tiểu nữ của tao không cần thối. Chà. Biết. Anh Xí, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Ủa Xí, Xí, à, tiền dư. Rồi cần gì dư nữa? Nhà mình giàu mà. Ủa vậy? Ủa nhà mình là sao? Là tụi mình sắp thành vợ chồng đó. Ờ. Sắp thành vợ chồng thiệt hả? Em không chê anh hả? Chê gì mà chê. Anh phải đi theo em đi. Đừng có đi chơi với mấy đứa đó nữa, biết chưa? Dạ biết rồi vợ. Nó nghe nè, bây giờ để anh cổng vợ về ra mắt hai bên nha, được không? Hít chó. Được. À, dạ, dạ. Mời Lý. Ôi trời. Vợ chồng anh tí cho em theo với. Theo. Lên mày. Lên. Phương Nam vui bao câu ca. Hàng dừa xanh trời mây. Ông sáu ông hai thắm tươi trên môi nụ cười. Hò hơ chân trước chân sau sang trái sang ngang lắng nghe bao câu chuyện cười. Cô sáu cô hai ông hai bà bảy bà tám ông mười cậu út phương nam rập ra rập rình thì tha thì thúc vợ khóc vợ cười. Chân trước chân sau sang trái sang ngang lắng nghe bao câu chuyện cười. Hai phương nam vui lắm à nghe.